trời tao. Đây là trái táo đợt 2. Mình đợt 2, đợt 3, đợt 4 gì đó. Cái đợt đầu tiên là mình đã hái rồi. Mình xin giới thiệu với các bạn một cách thức để chúng ta có thể chuyên cái cây như đây. Như mình thấy đây thì đây là cái chỗ này là mình cưa đi ha. Cái gốc ở dưới này thì nó to ha. Cây này cây nhỏ nó đang lên. Mình để cho trái bầu nó leo trên đây, nó leo trên đây. Dạ vâng. Thì ở trong đây có những cái trái táo mình có thể kỹ được, đó đây. Tới đây thì mình xin không có nói láo, bởi vì mình xin kính chào các bạn, bởi vì các bạn rất là thân mến, nên mình sẽ tiếp tục mình biếu với nhau bằng những trái táo, cái táo để cho mình có đầy những cái sinh lực. Thì ở trong trái táo nó có nước, nhưng cái hồ ta thì nó cứng, cái hồ đang nó cứng ha. Nhưng mình thấy đây thì ở trên đây có bầu trời nó rất là cao, thì nó có những cái trái táo nằm trên đây. Bây giờ tháng 10, tháng 11 thì mình cũng sẽ được ăn, nhưng mà nếu mà nó chưa có chín á, thì mình vẫn ăn xanh như vậy vẫn được nha. Ok, bây giờ mình đi lên trên này chút xíu, nha, coi trên này có cái gì không. Ok, hôm nay thì mình đang thăm vườn đó, mình thấy rất là đẹp rồi, rất là đẹp, mình thấy rất là hài lòng, rất là hài lòng nha. Khi mình còn trẻ đó thì mình có ăn táo rồi, nhưng mà bây giờ mình lớn lên thì mình vẫn tiếp tục ăn táo ha. Ngày xưa Ngọc Hà đó, cái thời gian mà phải đông gạo từng ngày đó, thì mình cũng đã ăn táo trừ bữa. Hôm nay bầu trời rất là đẹp, 9:15 sáng rồi. Đây mình sẽ thấy một khúc vườn, kiểu khúc trong cuộc đời của mình. Thì đây là những cái trái bầu ha, những cái trái bầu. Mình thấy trái bầu này tuy là nó già nhưng mà mình cũng có thể nấu thành nước được. Như mà có con gì nó ăn ở đây, nhưng mình bấm ở đây đó thì nó vô ha, bấm tay vô mình vẫn còn non lắm. Ở bên này thì mình vừa mới thấy một cái trái nó đèo mà không biết đèo đâu mới tiêu rồi. Bây giờ mình thấy đây có một trái này đó. Cái này nó thật ra thì cái giống này không phải là cái loại trái như vậy, không phải là một cái loại trái như vậy, nhưng mà bởi vì nó đèo đó bạn, nó đèo nó ra như vậy. Vậy thì mình chỉ giới thiệu với bạn chút xíu thôi nhé. Đây là trái bầu và đây là trái mướp. Đây trái mướp, là nó cũng bị đèo rồi. Bầu với mướp mình cho nó leo chung dàn cũng được. Đây mình đếm tất cả là cũng làm ok. Ở dưới này có một trái nữa, trái này trái thứ tư mình thấy ở trong một cái khúc vườn như vậy. Đây là cây mướp ha, cây mướp đang ra hoa, thì có thể nó ra trễ, nhưng mà nếu mà là cái trái mà đầu tiên hoặc cái trái mấy trái đầu tiên đó, như là 1, 2, 3, 4, 5, 6 trái đó, mà cái mùa này nó trễ rồi đó, thì mình nấu nó ăn vẫn còn ngọt, nó không có sực sực. Thì đây thì mình thấy ở đây trái bầu trái đầu non nó vẫn ra đây. Thì năm nay mình bị mất mùa mướp. Như đây thì mình thấy bông mướp ha, đây là bông mướp đó, bông mướp. Bên này là bông mướp tiếp tục ha, bông mướp và bông, đây là trái mướp, bông mướp,
mình cũng chưa biết chắc rằng là nó sẽ đậu 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 hạt cho mình, đậu trái cho mình. Ở đây thì nó vẫn còn bé quá. Dạ đây không, với một góc nhìn khác, một cái khúc dưới này. Bây giờ đây là cái mướp các bạn ha. Bây giờ cái khúc từ dưới này thì nó vẫn chưa phát triển, trên này nó đã phát triển rồi. Thì mình trồng thì nó hơi trễ, bởi vì mình thích cái loại này cái nó càng xanh xanh như vậy đó thì nó càng thơm ha. Dường như mình lấy cái hạt giống lộn thì phải, thì nó không có lên mạnh lắm, nó mới lên bắt đầu nhưng mà nó lên không được mạnh lắm. Bây giờ thì đã là vào tháng ngày 14 tháng tháng 9 rồi đó, tháng 9 rồi. Mình đã ăn hết táo rồi, hết táo chỗ này rồi, là đợt đầu tiên ha. Thì đây là mướp, mình muốn tìm cho mình đây. Hôm nọ mình chỉ cho bạn là nó ra một cái đợt hoa thứ hai đó, thì đây có một trái táo ở chỗ này đây, trái táo ở đây, đó nó nhỏ như vậy, thì nó chưa bằng một ngón tay, nó đang phát triển. Thì ở chỗ này thì cái cây này mình trồng ngay sát bờ rào lắm, nó lên thôi chứ mình không có trồng, nó mọc cái rễ đó, nó lên là mình khó bón phân được lắm. Dạ vâng, thì dĩ nhiên là nó không có ngọt bằng những cái cây mà mình bón phân phân cỏ đó. Dạ vâng. Đây thì đây mình nhìn xa xa cái này thì mình thấy có một cái dàn ha, đó dàn là từ kia thì nó có bông mướp đằng kia. Mình zoom lại chút xíu nha. Bởi vì đất của mình nó nhỏ, mình chưa có ý định, mình chưa có dọn đi nơi khác được. Đây, bông mướp đẹp lắm. Dạ, đây là cam ha. Cây cam nó đã sống lại là mình rất là mừng. Cái lá nó xanh lại rồi, năm ngoái thì cái lá của nó không có được xanh lắm. Mình sẽ cố gắng bón thêm phân cho nó để cho mình có thể duy trì được cái cây. Nếu mà mình trồng từ hột lên đó bạn, nếu mình trồng từ hột lên đó thì nó sống rất là lâu. Mình trồng chiết đó thì nó lên, nó không có lên cao, nó chỉ có lên nhánh nhánh thôi, nó không có tạo ra cây. Thì cái cây này đã mười mấy 20 năm rồi. Dạ vâng. Dạ, như bạn đang thấy đây thì cây tóc tiên với lại cây bầu, cây táo và nó vẫn ra trái nha bạn. Nhưng như mình không thấy bông nữa thì nó ngưng cái đợt này rồi. Như mình đi xa xa đây chút xíu. Mình zoom lại được xíu nha. Đây là trái táo này. Đó, trái táo. Rồi, xin chúc các bạn một ngày mới thật là an lành. Sáng sớm các bạn ra tập thể dục ở ngoài vườn để hít không khí trong lành và có những cái oxygen. Những người đánh võ là họ và tập thể dục là họ hít nhiều những cái oxygen trong người, nó có thể chữa bệnh cho mình, xin các bạn là lúc nào cũng gọi là an khang thịnh vượng. Chào các bạn, thân mến, xin chào các bạn.